là bó, được cho ăn chảo, sao từ 1 đến 5 phút, cho nóng, nhưng không được nóng quá, mà không được nguội quá. Sờ tay, cảm giác là nóng nóng là được, tầm 20 đến 30 độ, đảo đều, rồi bắt ra. Là bó, sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, bắt ra, đổ rượu cho đều. Rồi dùng thìa đảo đều. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài kích thước từ 2 phân rộng 3 phân, hoặc một chiếc túi dài 3 phân rộng 2 phân. Cắt một đầu ra, đây là khăn chứa của trẻ sơ sinh. Người ta vành miệng ra. Vành miệng. Và xúc lá từ trong chảo ra. Cho vào túi. Dàn mỏng, thật mỏng. Dùng một tấm giấy đặt vào màng bằng lá, mở lên hoặc có thể bệnh nhân dùng một tấm vải xô kích thước 30 phân rộng 2 phân cùng làm mi xì như miếng máu ban đầu. Dùng thìa làm mỏng. Quấn vuông góc bốn cạnh, chúng ta cũng dùng một tấm giấy đặt ngửa mặt lá. Đây là hai điều lá mà nhà thuốc hay dùng để đắp cho bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân không một cái túi dài 30 phân rộng 2 phân cũng được, mà hoặc là bệnh nhân là dùng một tấm vải xô dài 2 phân rộng 3 phân. Hai cách làm như nhau, nhưng bệnh nhân không hay quen làm thì dùng bằng túi vải này là làm phương tiện nhất và dễ làm nhất cho bệnh nhân. Còn miếng vải xô này thì cũng được, nhưng mà nhà thuốc hay làm quen thì nhà thuốc hay làm vẫn tấm vải xô này. Nên bệnh nhân muốn thay lá mà không biết cách làm thì nên làm bằng túi vải này là thuận tiện và dễ làm nhất cho bệnh nhân, mà lá không bị rơi. Là bó, sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra, đổ rượu cho đều. Rồi dùng thìa đảo đều. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài kích thước từ 2 phân rộng 3 phân, hoặc một chiếc túi dài 3 phân rộng 2 phân. Cắt một đầu ra, đây là khăn chứa của trẻ sơ sinh. Người ta vành miệng ra. Miệng.
xúc lá thì trong chảo ra, cho vào túi. Rồi dàn mỏng. Chúng ta dùng một tấm giấy đặt ở ngoài mặt lá, mở lên. Hoặc có thể bệnh nhân dùng một tấm vải xô kích thước 30 phân rộng 20 phân cùng làm mi xì như miếng máu ban đầu. Dùng thìa dàn mỏng. Quấn vuông góc bốn cạnh. Dùng một tấm giấy đặt ngửa mặt nám. Đây là hai điều lá mà nhà thuốc hay dùng để đắp cho bệnh nhân. Hoặc là bệnh nhân không một cái túi dài 30 phân rộng 20 phân cũng được. Mà hoặc là bệnh nhân là dùng một tấm vải xô dài 2 phân rộng 30 phân. Hai cách làm như nhau. Nhưng bệnh nhân không hay quen làm thì dùng bằng túi vải này là làm phương tiện nhất và dễ làm nhất cho bệnh nhân. Còn miếng vải xô này thì cũng được, nhưng mà nhà thuốc hay làm quen thì nhà thuốc hay làm vẫn tấm vải xô này. Nhưng bệnh nhân muốn thay lá mà không biết cách làm thì nên làm bằng túi vải này là thuận tiện và dễ làm nhất cho bệnh nhân mà lá không bị rơi. Trước cái nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân, nhà thuốc xem hình ảnh trên hình chụp cộng hưởng từ. Thì hình ảnh trên hình chụp thể hiện bệnh nhân thì với xương gót, hình ảnh xương gót dập nằm nhiều mảnh, đường vỡ nứt khá phức tạp, hầu như là xương gót bệnh nhân là vỡ vụn hoàn toàn. Nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân bằng thuốc nam, đắp thuốc và ống thuốc nhanh nghiền xương vì xương gãy và vỡ nằm nhiều mảnh và khá phức tạp. Nên nhà thuốc điều trị cả đắp cả uống thuốc uống nhanh nghiền xương, tiên lượng khoảng 1 tháng là xương can hoàn toàn. Rồi, rồi đèo nước kìa. Hôm nay được hai mấy ngày mà bột rồi anh? Hôm nay là 20 ngày. 20 ngày. Bỏ bột tại đường chất. Anh đâu mà gây ra hai chiếc con này? Cái nhà mà khoảng bên như này. Cái này bao đọc này, nhà thì khoảng từ ta ở 4 mét. Từ hôm 19 tháng 12 âm lịch. Rồi xong một chân. Sưng nhiều lắm. Thank you.
lá rồi cô rút tí bên ngoài thôi. Đây nhá, chân sưng nhiều rồi. Đấy, thì anh sẽ rửa sạch đi. Ngâm nước là rửa sạch đi. Vâng. Ngâm nước là lúc không là rửa sạch đi. Để bó cho. Thế để ngâm nước để chế bào chết nó là cái gì ngâm lúc. Vâng, ngâm lúc rồi đấy. Cái bao người nâu thì cái chân bên này sưng nhiều nhé. Hàng ngày anh bỏ ra anh lá ra anh vuông nhẹ em đấy nhá. Cho săn cơ lên cho non mà. Bỏ bột lâu ngày quá bị nát một tí thôi. Buổi tối. Sau đó lại tập. Vâng. Chỗ này là sưng to hơn này. Đây nặng hơn này. Anh lên luôn bây giờ anh đi rồi. Hàng ngày năng vẩy ngon chân đi nhé. Anh ấy. Vâng. Không máu mà. Sao lại chỉ băng sao là máu rồi cả xương là máu phải buộc nhỉ? Đây không có buộc anh nhỉ? Đây không có. Xương anh để lâu nó không can mấy không can. Anh bó 1-2 hôm là cả đắp vào uống là ngủ ngon. Là bỏ ít nào bỏ gì này nhá. Quấn này. Đặt đây này. Đây đây. Đang dùng băng phun này. Quấn đó. Bỏ tầm 5 hôm sau là anh đưa nhất rồi. Xương lâu ngày không can thì nó nhức tấy. Có ra sốt chưa? Không. Không. Cái cảm giác là khó ngủ nhỉ. Thì nó chèn ép nhiều mà. Một ngày anh đổ rượu cho em ở đây 2 lần nhé. Sáng, trưa, chiều. Phải 3 lần được. Không chân được rồi. Như đây, đây. Để chung một tí. Bỏ lại nhé. Rồi, như đây. Chúng ta hạn chế rượu bia nhá. Đó, khung lá bỏ đi, anh có khung lá bỏ đi. Đó. Anh cả bắt uống tầm 1 tháng anh khỏi thôi. Khi mà bỏ một cái cảm đấy em phải bỏ ra là hết chứ. Đúng rồi. Chặt quá không tốt, em bỏ nằm thôi. Phải xong rồi. À, rồi nhé. Hôm nay anh xuống xin lại hình ảnh của anh về em với 200 gót. Từ đó nay anh khỏi được bao nhiêu tháng nhỉ? Tức là đến giờ này là khoảng hơn 4 tháng rồi. Hơn 4 tháng rồi. Cả lúc bó đấy. Tổng từ lúc bị tai nạn đấy. À, thì anh bó ở viện bó được bao nhiêu như này? Tức là sau khi bị sự đi lao động là tai nạn là lên Việt Đức tổng 108 là bó bột là được 3 tuần khi chụp chiếu xương của can ấy. Khi chụp ở bệnh viện Việt Đức là sau 3 tuần là bắt có 2 chân gót rất nặng và các nó cỡ rất là phức tạp. Sau có 1-3 tuần thì em mới đi chụp làm xương này xương cốt kẹt xương liền sau khi thì nhà thuốc cùng em vì cốt kẹt cái là thuốc đắp và thuốc uống đúng không ạ, nên nhìn xương thì sau 30 ngày là đi được lại và sau 30 ngày thì xin lại tức là sau khi mà được nhà thuốc
có sốt đang là sau khoảng 25 ngày, 25 ngày. Là em đi chụp lại. Chụp lại. Và có sốt và được đi chụp lại là sau 25 ngày là mình đi chụp lại ở bệnh viện Đa khoa Hải Hậu. Các bác sĩ nói là xương đã căng hoàn toàn. À, hoàn toàn. Hiện tại thì đi lại được bình thường chưa? Dạ vâng, bây giờ thì anh đi lại. Anh đi lại được bao nhiêu tháng rồi? Được 1 tháng. Hơn 1 tháng rồi. Hơn 1 tháng là hôm nay đấy. Rồi, hôm nay. Trước đó là đi làm. Đi làm. Anh đi làm được bao nhiêu ngày? Anh đi ra phòng người, đi. Anh khi chụp lại kia, đúng không? Anh cầm lên xem. Xin là căng hoàn toàn rồi nhé. Anh luôn toàn rồi không ạ? Anh ngồi, đi. Đây là kết quả của bệnh nhân. Đây là phiên kết luận của bệnh nhân Ngô Văn Toàn. Với xương gót bên trái bên phải, với xương gót hai bên, đá can, xương rồi nhé. Tuy hiện tại là xương em đang hoàn toàn rồi, thì anh có chế độ tập luyện thời gian là như được bình thường hoàn toàn nhé. Thì hiện tại là cái bên này là hơi trước một tí này, đúng không? Trên bên kia, thì này thì là bên phải, đúng không? À, bình thường là có bên trái này, với nặng hơn thì một thời gian ngâm nhà nốt này, ngả cứu này, xương sâu phúc tần nhé. Thì anh tập luyện thời gian là xương này, đi lại thì bình thường và nghi thông khí huyết một gân cơ này bình thường. Thì anh bó được một gần 1 tháng thì khi này cơ hoàn toàn rồi. Thì sau 30 ngày đi lại được bỏ lại nhé. Tức là thời gian mà khi chụp nền xương bắt đầu em mới tập đứng dậy. Dạ. Các bác sĩ nói là về là tập đứng và tập đi thì em đi nằm quay và sau đó lại đi nằm gỗ hai tay thì là khoảng được hơn 1 tuần em buông nằm. Từ đó là em cứ đi không cần làm nữa. Thì buổi sáng anh đang đi lại cho em nha. Thì bây giờ anh đi lại được mấy trăm mét chưa? Dạ đi được ạ. Đi được rồi đó. Thì sau xuống đi lại cảnh đốt của anh. Lần này là được hơn 1 tháng anh đi lại là đốt rồi. Em chúc anh mạnh khỏe nhé. Và chúc anh có hạnh phúc. Như là anh ngâm lá nốt này. Ngày trước xương tần em nhé. Đu lên ngâm em. Tầm 15-20 ngày nữa thì em xuống xuống hình ảnh của anh. Anh đi lại bình thường. Và chào anh nhé. Chào anh nhé. Hôm nay em xuống em kiểm tra hình ảnh lần hai và thì lấy 2 chiếc gót cả với 2 chiếc gót hai bên còn 1 bên lông mày xương cam. Từ đó anh khỏi mấy tháng chưa? Khỏi được 6 tháng rồi. 6 tháng hiện tại anh làm việc bình thường chưa? Dạ vâng, anh làm việc bình thường. Ngày trước anh bó bột bao nhiêu ngày xương cam này? Bây giờ bó bột em
hai ba vòng rồi. Anh đi đây. Anh đi ra mà một hai vòng người đi. Anh thực tế của anh mà. Rồi đi ra đây nhỉ. Anh đi hẳn ở đây cho anh tiếp vài vòng nữa. Rồi anh đi quay vào đấy, quay vào đấy.